Đây đâu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể các bác chơi yêu thương Tổ quốc. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, cũng là ngày cuối năm rồi. Thì như thường lệ, em có 18 món hàng bán với cái giá cực là tốt để tri ân thay lời cảm ơn các bác trong suốt thời gian vừa qua đã thường xuyên theo dõi ủng hộ kênh YouTube của em cũng như là mua các sản phẩm của bên em. Thì ngày hôm nay giá của em đã bao gồm phí vận chuyển nhé. Cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Đấy, và trong quá trình nhận hàng thì các bác cứ test kiểm tra, nếu có may sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố thì giữ nguyên tem niêm phong, đóng cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng là tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi giày một cách tùy thích mình. Đấy. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa. Nếu không may sản phẩm nó có bị lỗi mà không thợ sửa, tiền phí thì có thanh toán giúp em. Mua hàng bên em thì các bác yên tâm, nếu như sản phẩm có bị lỗi thì bên em sẽ sửa chữa, đặc biệt là đầu đĩa CD thì phần mắt cũng như phần mạch thì bên em sẽ xử lý các bác hết, ngại gì cả. Đấy. Số điện thoại của em để em tiêu đề của video 0907 23 29. Các bác có thể liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em để tiện là trao đổi. Toàn bộ hàng của bên em là hàng bãi Nhật về, có cả hàng mạng trên chất lượng rất là đẹp, đã có hình ảnh và video. Để bác nào mà có thiện chí mua thì em sẽ gửi hình ảnh video test cho. Đấy. Các chức năng hoạt động hoàn hảo nhé. Kể cả những đầu đĩa bên em bán nó rẻ tiền chỉ vài trăm nghìn thôi nhưng mắt đọc phải tốt. Đấy. Rồi em xin đi vào báo giá lần lượt từng sản phẩm để cho các bác được chọn lựa. Và qua đây thì em cũng xin nói rõ luôn là cái thứ mua hàng của em là bên em là không bán hàng ship COD. Một là có chuyển đổi tiền thì đều có ship, hai là các bác đặt cọc thì tự trả tiền ship cho em. Đấy. Và giá bên em báo thì không giảm được nữa các nhé, không giảm nữa. Và cái giá hôm nay em báo là bán trong 2 ngày, thứ nhất là ngày 31 tháng 12 này và ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, trong 2 ngày, bởi vì là video này em làm hơi muộn sang chiều rồi, thế được ra là nhiều bác là chưa có thời gian để xem, nên là em sẽ bán cái giá công khai này trong 2 ngày. Đấy. Hết ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 thì em sẽ quay lại giá ban đầu. Đấy. Rồi em xin đi vào báo giá lần lượt từng sản phẩm để cho các bác được chọn lựa. Và qua đây thì em cũng nói rõ luôn là em không giữ hàng cho bất kỳ ai, cũng như là gửi tài khoản cho bất kỳ bác nào. Đấy, là khi không chuyển được ngay, bác nào chuyển được tiền luôn thì em sẽ gửi tiền cho tài khoản luôn. Còn bác nào mà chưa chắc chắn được mình chuyển tiền lúc nào thì lúc nào chuyển được thì bên em sẽ gửi số tài khoản nhé. Và bên em cũng không hứa giữ hàng cho bất kỳ ai, bởi vì là nhiều bác hứa này hứa kia rồi cuối cùng là cũng chờ vài ngày không ý kiến gì cả, thậm chí điện thoại cũng là nhắn tin không được trả lời. Thế nên là các bác thông cảm giúp em nhé. Bác nào buồn không hài lòng với cách phục vụ bên em thì em cũng phải chịu thôi. Đấy. Rồi sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay là một chiếc đầu đến từ thương hiệu của hãng Đà Lông. Model của nó là DCD1650. 1650. Đây là hàng đấu giá về rất là đẹp nhé. Hai loại gỗ của nó rất là đẹp. Đấy. Chiếc này thì quá nổi tiếng rồi. Đúng không ạ? Nó dùng cái 4 con chip giải mã DSC 1862 rồi. Vẫn đọc của Sony dễ thay thế rồi. Thì con này về tình trạng là không có khiển zin kèm theo máy thì bên em sẽ tặng kèm một cái khiển no để các bác sử dụng các tính năng cơ bản. Đấy. Rất là đẹp. Bác nào mà quan tâm hình ảnh cái chi tiết em sẽ gửi sau cả video. Đấy. Thì ngày hôm nay em bán cái chiếc đầu đầu lông này DCD1650 này với giá là 6,2 triệu đồng có nhá, 6,2 triệu đồng. Tiếp bên trên này là chiếc đầu đến từ hiệu đầu lông, model của nó DCD215. Con này cũng thuộc dòng đầu đời mới, size ngang là size ngang của nó là 40 42,5 42,5, nó nhỏ hơn một chút. Mắt đọc là mắt đọc quảng sát với tay thế có nhé. Đấy. Dòng này chữ rất là hay, dòng này mới cứ đi ở giữa này. Thì con này ngày hôm nay em bán với giá là 1 triệu đồng nhé. 1 triệu đồng. Đờ lông 215, 1 triệu. Tiếp tục phía trên này là chiếc đầu của hãng Yamaha, model của nó là CD350. Con này hiển thị dòng màu quát, màu đỏ rất là đẹp. Đấy. Con này tiếng cũng khá là hay. Giá thì anh rất là rẻ. Phần mắt đọc của con này á, thì đĩa đồng trắng thì các bác chuyển về là thoải mái, nhưng riêng đĩa chép
À, những đĩa chép nhá, để các bác chuyển bài đột ngột không được, nhưng bác để nó đọc thì nó không kén nó đọc lần lượt nhé, rất là tốt. Đấy, để có sức nhẹ một chút này. Đấy. Thì trước đầu này, chữ đâm của nó rất là trung thực, nhé. Rất là trung thực. Đấy. Giá hôm nay bên em bán giá là 650.000 đồng. Đấy. Giao hàng 350, 650.000 đồng. Tiếp tục phía trên này là chữ đầu Panasonic, model của nó là SNPS30. Cái này em bán khá là nhiều rồi, thì có là tình trạng thì đây có sức này. Cái này có cấn nhẹ này, nếu có cấn này. Còn này mắt đọc rất là tốt, chất âm giải mã mát cho da là rất là đều ba dài. Đấy. Thì giá con Pala này hôm nay bán 500.000 đồng thôi nhá, 500.000 đồng. Tiếp tục phía trên này là chiếc đầu kháng Victor, model của nó XLV 440. Kháng Victor thì chữ âm của nó rất là chi tiết và ngọt ngào nhá, các bạn nghe nhạc vàng bộ rối rất là tuyệt vời. Đấy. Để con Victor V 440 này thì bên em bán với mức giá là 650.000 đồng. Đấy, 650.000 đồng. Tiếp tục phía trên này là chiếc đầu của hãng Đờ Lông, model của nó là DVD1500. Con này là màu vàng chanh, nó đọc được đĩa DVD này, đọc đĩa CD này. Đấy. Về thì chẳng thấy nó có sức nhẹ này, sức nhẹ này. Con này không có khiển cái nhá, không có khiển. Đấy. Con này thì bên em bán với giá là 2,5 triệu đồng, 2,5 triệu đồng. Tiếp tục phía trên này là chiếc đầu của hãng Đờ Lông, model của nó là DMD1800AL. Con này là có chức năng là đọc đĩa MIDI và giải mã mạng cần đĩa mồi. Đấy, này rất là chất lượng ạ, mặt phanh nhôm màu vàng chanh, rất là đẹp và sang. Chất đâm của con này rất tuyệt vời, đánh giá rất là cao. Nhưng mà nó giải mã cần mồi. Thì tình trạng của chiếc đầu này á là nó đọc tốt đĩa MIDI nhưng mà nó không ghi được. Đấy, nó đọc và giải mã được thôi. Đấy. Thì chiếc đầu này nó có đường vào như là hai đường quang vào, một đường cua xoan và đường aux. Đấy. Thì giá có chiếc đầu Đờ Lông 1800AL này bên em bán với giá là 4 triệu đồng nhé, 4 triệu đồng, rất là đẹp. Tiếp tục phía trên này là chiếc đầu của hãng Đờ Lông, model của nó là DMDF101. Con này về quả nguyên cả catalog luôn. Đấy, nhưng không có khiển kèm theo nhá. Mặt phay nhôm màu trắng. Đấy, dòng màu quát này nó là một gương. Con này có chức năng là đọc, đấy, ghi đĩa MIDI và có chức năng làm giải mã cần một đĩa mồi. Đấy. Thì giá của chiếc đầu này hôm nay bên em bán với giá là 1,6 triệu đồng nhé. Em tặng kèm một đĩa MIDI kèm theo đấy, để cho các bác làm mồi, và cả cái đầu dưới này đây em tặng kèm một đĩa MIDI vẫn làm mồi đấy. Tiếp sang đây là chiếc đầu cassette đến từ thương hiệu Tech. Dòng này là dòng V7000, dòng này nó có tiếng rồi đúng không? Dòng đời mới nên nó cái kia giữa này đồng hồ quát hiển thị rất là dài màu vàng đấy. Con này chỉnh bias và level công nhé, tay rất là tiện lợi. Đây bên đây đồng hồ quát nữa này. Đấy. Còn này thì thu phát thì quá chuẩn rồi, sử dụng ba đầu tư mà chất âm của rất là tuyệt vời luôn, dày dặn ấm áp, thu phát thì rất chuẩn rồi. Đấy. Thì chiếc đầu Tech V7000 này hôm nay bên em bán với mức giá là 8,2 triệu đồng thôi nhé, 8,2 triệu đồng. Tiếp tục phía dưới này là chiếc đầu cassette đến hiệu Technic, model của nó là RS-BX4010. Con này cũng hàng đấu giá này rất là mới nhé. Con này nó chức năng auto revert luôn. Đấy, đọc và thu rất là tốt. Đấy, có cả đấy, đồn bài này này. Đấy. Dòng này thì bên em bán với mức giá là 2,3 triệu đồng. Thì riêng phần đầu cassette này thì bên em bán đi tặng kèm một băng 10 phút cũng như một cuốn băng đã có nhạc để các bác nghe nhé. Đấy. Giá 2,3 triệu đồng. Đấy. Tiếp tục phía dưới này là chiếc đầu đến từ thương hiệu của Pure, model của nó là CT520. Ở model này rất đi có đồng quát hiển thị tia rất là sáng rõ nét. Đấy, nó dùng hai motor chạy rất là khỏe. Đấy. Chạy cho băng Pure rít là mầm luôn. Đấy. Nó có chức năng chọn như là băng lumen, băng chrome, băng titan hết rồi, có đôn bay đầy đủ luôn.
Cái tiếng của nó rất là hay, dày dặn, nó nặng 8 cân cơ, 82 cân cơ. Đấy, giá xưởng rất là cao, hơn 60 ngàn yên cơ. Thì con này bên em bán với mức giá là 2,8 triệu nhé, 2,8 triệu. Mặt cũng rất đẹp. Tiếp tục bên dưới này là chiếc đầu đến từ Upcolor model của nó là CT300. Con này mặt mũi rất là đẹp, nó chỉ muốn cái phần cửa đĩa này này là không biết sao mà bên kia vệ sinh cái kiểu gì mà nó cái vết thôi nhé, đây không phải xước mà nó là cái vết ở bên ngoài đây là cái lớp 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 nhựa, lớp ni lông phủ bên ngoài nữa đấy, cái lau lên nó có vết này, chứ không phải là chảy xước đấy, có nhìn kia không biết chảy xước nhé. Đấy, nhìn này không thấy nè, nên nó vui vết đấy. Rất là đẹp, tiếng hay, hai đèn tia vậy rất đẹp luôn đấy, thu phát tốt đấy, làm về hay. Thì giá con này bên em bán với giá là 1,7 triệu nhá. CT300 1,7 triệu. Tiếp tục bên dưới này là hai chiếc đầu đến từ thương hiệu của Puller, model của nó là CT6. Thì con trên này thì nó đẹp hơn. Nhưng mà cái phím bấm này thì nó có cái vết xước này. Đấy, vết xước này. Đấy. Thì giá còn CT6 này thì nó là đàn em của CT8 rồi. Đấy, đầu tư của nó rất là bền. Đấy, chạy lúc nào lên chết thì thôi các bác nhé. Đấy. Hai đồng hồ vuông rất là lớn. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Thì con CT6 bị xước cái bàn phím này thì bên em bán với mức giá là 3,2 triệu nhé. Đấy. Còn con dưới này cũng CT6 thì nó bị chảy đây này. Đấy, chảy đây. Đây nữa này. Có vết thôi. Nhìn như này thì rất là khó thấy đúng không ạ? Đấy, nghĩ thế thôi. Nó cũng đẹp. Đấy. VK của nó rất đẹp nên đầu tư có nhìn này. Đấy. Tiếng rất là dày dặn hay. Hai đây có vết xước này. Thì con CD6 nó bị chảy đây thì bên em bán với mức giá là 2,9 triệu nhé, 2,9 triệu. Đấy. Rồi, tiếp sang vào đây là em có thêm bốn cái chiếc âm ly. Thì chiếc âm ly thứ nhất là chiếc âm ly đến từ thương hiệu của hãng Lắc Men, model của nó L550. Cái này thì nó rất là khủng long rồi, nó nặng lên 18 cân. Nó nặng 8 xò cơ. Ngoài bánh loa Mỹ, loa châu Âu rất là tuyệt vời. À, kể cả loa Nhật nó tận rất là tốt luôn. À, nó thêm chức năng chỉnh của nó thêm mấy chế độ luôn. Đấy. Bác nào muốn mua thì em sẽ gửi chi tiết cho. Có video test cụ thể thôi. Đấy. Thì con này thì cái hồi của nó đây có xước này. Đấy, có xước nhẹ. Đấy. Máy móc của thì nó bình thường. Thì con này thì ngày hôm nay bên em bán giá là 8,5 triệu nhé. 8,5 triệu. Đấy, bánh rất khỏe luôn. Tiếp tục trên này là chiếc âm ly đến hiệu của Sơn Sui, model của nó D607XDK. Dòng này có làm tiếng rồi, trong một khúc tầm trung rồi. Đây là hàng đấu giá về rất là đẹp, có nhìn ạ. Nó rất là đẹp luôn. Hai ổ gỗ của nó đẹp luôn mà hai đường chỉ vàng. Đấy. Con này ghép mê JBL đúng không? Hoặc Infinity hay là sạc pin Vega. Nói chung là vân vân đánh rất là hay luôn. Có 8 con sò than mà. Suất 230W. Các bác vừa nghe nhạc của các vang hát thoải mái nhá. Con này bán với giá là 6,5 triệu nhá. 5 triệu. Tiếp tục, đây là chiếc âm ly đến là Antech, model của nó AG5700, dòng âm ly receiver tích hợp bắt sóng radio AM FM. FM con này là đến 108 nhá. Đấy. Hàng ngẫu giá thì rất là đẹp nhé, và nó cũng là một cái model rất ít có ở trên thị trường. Tiếng rất cực hay. À, bác chả ngán loa nào các bác, bát 30 trở lại em đánh rất là tốt luôn. À, nó dùng đến bốn con sò sắt nhé, bốn con sò sắt còn lách. Mặt mũi đẹp, máy móc đẹp, keng sờ beng. Đấy. Tiếng rất hay. Đấy. Bày đẹp luôn. Thì giá của con Tech AG5700 này bên em bán rất là 6,2 triệu. Đấy. Tiếp tục bên trên này là một chiếc âm ly tích hợp cả đầu CD luôn. Đây. À, đây là CD. À, bên đây là phần âm ly và nó tích hợp cả vẫn sóng AM FM luôn. Đấy. Nó là tiện lợi và nó một là các bác dùng công suất ở cái đầu này ra, hai nữa là các bác sử dụng đây là một cái đầu CD luôn để kết nối một cái âm ly khác đều được nhé. Đấy. Tiếng của Mazang thì có cái rồi rất là chất lượng rồi đúng không ạ? Hôm nay thì nó dùng cái số STK, tiếng của nó rất là mềm mại và ngọt ngào. Các bác ghép những dòng loa bắt Buxell bắt 320 trở lại ạ. Đánh rất là hay luôn. Đấy. Thì chiếc âm ly này bên em bán với giá là 2,6 triệu nhé. 6 triệu. Model của nó là CG 2020. Đấy. Rồi,
Em báo giá xong 18 sản phẩm trong cái ngày cuối năm này, mới giá cực tốt tri ân cho các bác trong 2 ngày. Cái giá này em chỉ để trong 2 ngày thôi. Ngày 31 tháng 12 và cũng là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, sang ngày mùng 2 là em quay lại giá ban đầu. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua cũng như ủng hộ shop thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp em với số máy là 0907 23 269. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì một lần nữa em cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể các bác treo đô trên mọi miền Tổ quốc cùng gia đình bước sang một năm mới 2024 có thật nhiều là niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc, thành công và luôn giàu sang. Đấy. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.